Đây thành quả của mình đây các bạn, thành quả hôm nay của mình đây, cá thác lát với cá chốt hai con à, cá thác lát quá trời. Thư 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 đừng cầm vậy, thư đừng cầm vậy, thư khỏi cầm, khỏi cầm, để cầm vậy đó. Đi vô thôi anh, trời ơi chờ chút xíu rồi, ok chút xíu nữa, chút xíu nữa là rồi vô mắt rồi, xíu vô mắt thôi mọi người, còn câu á hồi nãy quẹt ngang lên nè. Đi mà nói mà nghe nhạc không quên luôn á. Đâu anh ngó anh tiếp luôn kìa. Anh đang nghe nhạc đúng không? Đâu không, đâu nghe đâu. Anh đeo nói chuyện á. Mà hồi nãy em bắt nhạc mà. Chưa cắt. Ừ. Yeah. Có nhạc nhưng mà còn bên thôi là anh em quay với anh nói chuyện là anh nghe cái mic nè. Gì sao vậy, sao cắt nhạc đây, em đang quay mà, cắt gì? Cái này nãy em giờ đầu anh mà nó lớt nào không hay luôn anh. Giờ đâu? Còn như bình thường đi rớt là anh hai nè. Còn nó rớt rồi nó chơi không? Chú anh ơi, kéo kìa, hậu trở lên, trở lên luôn, nhanh luôn, nhanh luôn. Rồi rồi, vô vô mồi rồi, dán mồi khác, phải còn mồi, còn mồi, còn mồi. Ông mẹ nó rất xuống đây kìa. Nó rất cũng bay là xong rồi, đâu còn đường nào mò nữa. Hay xíu. Chị bỏ lên được. Ơi. Ừ. Một mùa khác. Ừ. Bữa nào đánh mò còn không thì thôi. Mày một mùa khác. Mò gì được mò. Thôi mà hậu lỗi đây chứ hậu. Được rồi. Được rồi. Mà lỗi lên chia cho làm gì á? Lỗi bơi, tập bơi. À. Mà dưới nhiều cái đó làm sao anh mò được cái đó. Được không? Được. Mà cái này thôi, không có thôi, còn xe quá rồi. Mò không? Thôi, giờ không mò đâu. Giờ đâu có đồ đâu mò. Không mò đi học. Cởi đồ đâu mò. Cởi đi, em cho anh mượn cái quần của em nè. Anh ha. Cái quần của em quần nào? Cái quần dài. Vậy sao anh? Có sao không? Thì nó chuyện ngang ngõ, cái đâu gì đâu. Thì mua cái khác đi. Mà anh sửa được không? Mà ví dụ đi chúng nước anh sửa được không? Được. Thì cái cảng này sâu sao anh dạng mò được? Chưa chắc lắm đây nữa mà. Anh chỉ nhớ đừng đang gì rồi nè.
là nhắn bên đây. Không ở đây thì cho đó. Bỏ đi, có 200 nghìn. Mốt mua khác, chủ dây trắng. Anh đặt mua rồi, cái dây đen. Cái đen rồi, sợi dây đen hả? Vậy anh bỏ, anh kiếm chi nữa. Bỏ đi. Giật. Khổ. Nhẹ nhàng kéo dở, thử mà dở lên nhẹ nhàng. Gió thổi tóc trâu, bây giờ ra ngoài. Anh đặt 200 nghìn hả? 97 ngàn. Cũng dây. Ừ, dễ rẻ hơn cái đoạn này, qua này. Mua này chứ mất công rất là vui. Sửa cực. Đặt trên Lazada. Ờ, 7 mấy ngàn, tính tiền ship là 9 mấy ngàn. 7 ngàn hay gì vậy? 9 gì vậy? Chán sợ. Sợ rồi. Nhà làm mấy lấy chỗ rồi. Nhiều chỗ. Ba chỗ. Nói chung là cá dính nữa nè. Thôi. Rồi xong luôn, rác lát của em. Em lát luôn rồi. Ổn cá lát gì không? Cá bự á. Cá nào sợi là cá bự á. Nó nặng quá hả? Nặng quá đó, nó thấy không nổi. Không, cá nào chín mình không thấy, mình cho nó là bự. Cá thấy bự. Ừ. Đó thấy không? Không dính nào, mình không. Nó không dính nó ruột rồi, nó mình cho là nó bự. Nguyên tắc là vậy. Mà không biết nó bự hay sao mà không biết. Hậu, giờ chỗ nãy câu rồi, giờ đi chơi đây nè Hậu. Ghé đây rồi. Giờ mình đi đi. Để chú có câu mình nữa ạ. Dạ mày đó. Về mày hoài đó. Á. Về. Em chờ xuống dưới luôn. Châu đi anh đã. Em đảm bảo sẽ đi theo anh. Nuôi cho anh chụp em à. Như mình lội luôn đi. Gió mát ghê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vuốt mà vuốt cho nó thẳng mà sao nó nhảy phía đâu kỳ vậy. Em ơi nó vướng rồi. Rồi chú Hân ơi. Rồi con không ăn cái đó, con cầu chơi à. Rồi. Đứng ở cái chân đó mà cái đó mà ngã là hậu bị an toàn. Không hậu. Sai ra một hộp chè giòn chiếc chiên. Bữa nào đó. Đó thấy con mắt ngoài mấy mắt cầm ha. Lòng nhìn bò có ai xưa. Lòng nhìn bò có ai xưa. Trời băng lưới xuống nâng con cách đẹp. Con thơm nơi quay phim mà. Thằng này rõ ràng nó tào lao ghê luôn. Cái gì? Kêu làm giùm không làm gì. Lấy cái gì? Quét giùm cái chỗ thằng nước chị Nam chỗ nguồn. Thôi mệt quá. Đang cái chén đó. Thôi mệt quá. Cho cái bụng cái con bớt đi. Sao vậy?